cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về một letter mà chúng ta học trong lesson 9 và lesson 10 trong unit 2. Các em hãy quan sát trên màn hình. Cái letter hôm nay chúng ta học là chính là letter Y, letter cuối cùng trong bảng chữ cái ABC đó. Vậy thì letter Y trong một số trường hợp, trong các trường hợp khác nhau nó sẽ được phát âm khác nhau. Vậy thì với bài hôm nay, letter Y của chúng ta sẽ được phát âm như thế nào? Bây giờ xin mời các em hãy lắng nghe băng đọc và đoán cho cô xem nhé. Activity 1. Listen and repeat. I. Sky. Butterfly. Rồi. Vậy thì sau khi nghe xong thì các bạn hãy đoán cho cô xem là letter Y được đọc thành sang gì nhỉ? À, đó chính là sao I. Chúng ta có từ sky, butterfly. Vậy thì chúng ta hãy nhớ lại trong chương trình mà chúng ta học từ đầu năm đến giờ, các mẹ đã gặp những cái từ nào mà letter Y mà chúng ta được đọc thành sao I nhỉ? À, nếu như các em còn nhớ thì ngay ở trong unit 0 ấy, chúng ta đã gặp từ my, đúng không? What's your name? My name is Freddy chẳng hạn. Đấy, đây chính là từ my. Đó, các em hãy quan sát đây này. Đây chính là letter Y và kết hợp trong từ my, chúng ta sẽ đọc thành sao I. Ngoài ra chúng ta còn từ by, my và rất nhiều các từ khác mà các em thấy. Mở sách ra ôn lại và tìm các tài liệu bên ngoài nữa xem là những từ nào kết thúc những cái từ mà có chứa letter Y và được phát âm là sao I nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động số 2, đây là listen and sing. Em hẹn lắng nghe bài hát này xem bài hát này nói về những cái gì. Activity 2. Listen and sing. Where are the birds? They're in the sky. Where are the sun and the moon? They're in the sky. The sky is part of our world. Đây là bài hát nói về thiên nhiên xung quanh ta. Thiên nhiên xung quanh ta gồm có những chú chim. Những chú chim ở đâu vậy? Chúng ở trên bầu trời. Where are the birds? They are in the sky. Where are the sun and the moon? They are in the sky. Thế mặt trời và mặt trăng ở đâu? Chúng cũng ở trên bầu trời. Và bầu trời chính là một phần của thế giới của chúng ta. The sky is part of our world. Đó, đây là một bài hát rất là ý nghĩa về thế giới xung quanh ta, chủ đề của Unit 2. Em hãy chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Nhiệm vụ của bài số 3 là say circle the words with I in as in sky. Chúng ta hãy nói và khoanh vào những từ mà chứa letter Y và được phát âm giống như từ trong từ sky. Tức là chúng ta sẽ khoanh vào cái từ mà nó có chứa chữ y dài này này. Mà cái chữ y dài này được phát âm giống như chữ y dài trong từ sky, tức là cái âm mình phát ra chính là âm I đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ đọc bốn từ này nhé. My, say, Freddy, butterfly. Đó, vậy thì từ nào được phát âm giống như từ sky nhỉ? À, đó chính là từ my và từ butterfly. Còn từ say và từ Freddy thì không được phát âm là I. Say âm A đúng không? Freddy âm E. Chỉ có đáp án my và butterfly là thỏa mãn thôi. Ok. Cô tích nhá. Đó là nội dung kiến thức về letter Y, sao I. Sang lesson 10 chúng ta sẽ gặp hai sao khác. Đó chính là nguyên âm I và E.
Cô sẽ giải thích trước cho chúng ta trước khi chúng ta nghe. Đấy, trong tiếng Anh nó sẽ có nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Nguyên âm ngắn là nguyên âm mà được đọc ngắn hơn, chúng ta mất ít hơi hơn và chúng ta đọc dứt khoát ngắn gọn. Còn nguyên âm dài là nguyên âm mà nó kéo dài hơn, dài hơi ra một chút. Và hôm nay chúng ta sẽ học hai nguyên âm. Hai nguyên âm và chúng ta hãy lắng nghe và cho cô biết xem là nguyên âm nào là nguyên âm ngắn và nguyên âm nào là nguyên âm dài. Activity 1. Listen and repeat. Ih. River. Fish. E. Tree. Green. À, vậy chúng ta hãy nghe cho cô biết là đâu là nguyên âm ngắn, đâu là nguyên âm dài. Cùng là nguyên âm y đúng không nhỉ? Vậy thì đó chính là cái nguyên âm y ngắn đây này. Y ngắn chính là cái nguyên âm cô đang di con chuột đây này. Nguyên âm ngắn, đây là nguyên âm, đây là y ngắn. Y ngắn chúng ta đọc rất là dứt khoát thôi. I. I. River. Fish. I. River. Fish. Còn hai letter E này, tức là hai chữ E đứng liền nhau, nó sẽ tạo ra sáo. E. E. Đó chính là E dài, hơi nó kéo dài hơn. E. Tree. Green. Đó, chúng ta cứ nhớ nhá. E dài thì chúng ta sẽ đọc kéo dài, đành cái môi ra giống như mình đang cười ấy. Còn E ngắn thì chúng ta nói rất là dứt khoát. Và gần như chúng ta không bành môi ra. E. E, river, tree, fish, green. Rồi các em đã rõ chưa? Bây giờ cô sẽ kể cái, cô sẽ điền vào cái bảng này nhé. Đó. Còn hai nét dài y đứng liền nhau nó sẽ tạo ra y dài. Y dài, cái nguyên âm y dài khi mà chúng ta tra được điển ấy thì nó sẽ có dấu hai chấm bên cạnh. Dấu hai chấm nó biểu thị cho việc là chúng ta phải kéo dài hơi ra. Okay, vậy thì y ngắn của chúng ta vừa học cũng có river, fish. Ngoài từ này ra chúng ta còn đọc một số từ như là từ spit, từ ship. Đó, còn y dài chúng ta sẽ đọc trong từ tree, green, giữa nhỉ, seen, hoặc là see. Đó chính là nguyên âm, đó chính là y ngắn và y dài. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập bên dưới. Bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta say, circle the odd one out. Chúng ta nói và khoanh tròn vào từ mà có cách phát âm khác với các từ còn lại. Được chưa nhỉ? Chọn từ mà nó, cái vị trí phát âm của nó, cái vị trí phát âm ấy, nó có cách phát âm khác với các từ còn lại. Như vừa nãy chúng ta đã học là gì? Đây là eat, eat, sing, tree, sit. Vậy thì cái từ khác ở đây chính là từ tree, bởi vì nó chính là nguyên âm dài. Từ tree, sea, fish. Đó chính là từ fish, đúng không nhỉ? Còn nó nguyên âm ngắn. Còn tree, sea, đó chính là nguyên âm dài. Đó chính là toàn bộ cái kiến thức mà chúng ta sẽ gặp ở trong unit 9 và unit 10. Nếu như em nào chúng ta còn chưa nắm vững ở trên lớp thì các em hãy xem lại để nắm vững hơn nhé. Ok, that's all about lesson 9 and lesson 10 in unit 2.